William Wallace đã ra mắt và đi kèm với đó là hàng loạt báo cáo solo lỗ Lloyd Tofoy luôn. Từ đó đưa ra hàng loạt nghi vấn về sức mạnh của vị chỉ huy bộ binh mới này. Vậy thì chào mừng anh em đã đến với Rock PE. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giải mã sức mạnh của William Wallace nhé. Đầu tiên nói về bảng tài năng trừng phạt, có thể nói đây là một nhánh tài năng có thể tận dụng gần như tối đa mọi điểm ở trong nhánh này. Ngay cả điểm dồn lực tấn công cũng là một điểm tài năng mà bạn có thể cân nhắc. Giả thuyết về việc hồi nộ ở nhánh trừng phạt ở video trước của mình đã không thành hiện thực rồi. Điểm hùng tâm bừng bừng cho ra chỉ có 9 nộ khi tấn công thôi. Vậy là điểm yếu đầu tiên của nhánh tài năng này đó là hồi nộ chậm và ra kỹ năng cũng chậm luôn. Phải nói là rất chậm so với những nhánh tài năng chen đì như là hỗ trợ hay là kỹ năng. Và để hỗ trợ cho điểm yếu này, chúng ta cần một vị chỉ huy đi cùng có khả năng hồi nộ ở kỹ năng và bổ sung thêm trang sức có khả năng hồi nộ như là sừng thịnh nộ hay là chống trận. Tiếp theo, những điểm tài năng lớn của nhánh trừng phạt thì cực kỳ thực dụng. Tăng 3% sát thương trừng phạt, tăng 3% sát thương phản công, tiếp tục tăng 6% sát thương trừng phạt, giảm 6% sát thương kỹ năng nhận vào. Đặc biệt là điểm tài năng áp chế cuồng chiến. Điểm tài năng này giảm đến 45 nộ khi đội quân này gây sát thương trừng phạt. Đây là một điểm tài năng cực kỳ mạnh và phù hợp với những chỉ huy có khả năng gây sát thương trừng phạt diện rộng như là lưu trẻ chẳng hạn. Trừ 45 nộ cho diện rộng nhiều mục tiêu là một điều mà chưa chỉ huy nào có thể làm được. Điểm tài năng này sẽ là điểm bắt buộc phải lấy của nhánh tài năng trừng phạt. Đây sẽ là ví dụ, mình cầm William Wallace lưu triệt đấm nhau với hai con ma dợ level 55 và 51. Trong đó thì con ma dợ 55 trực tiếp nhận sát thương, còn con ma dợ 51 thì sẽ nhận sát thương phản kích và tấn công lại mình. Lúc này ở báo cáo của con ma dợ 51, lượt đầu tiên lưu triệt ra kỹ năng chủ động sẽ vẫn dính giảm 45 nộ như bình thường. Điều đó có nghĩa là cứ dính sát thương trừng phạt diện rộng thì điểm này sẽ được kích hoạt luôn. Đến đây thì nghe cái kiểu mà lưu triệt trừ nộ 5 mục tiêu nghe đã kinh khủng lắm rồi đúng không anh em? Giảm nộ một mục tiêu bị dính target thì không quá quan trọng, vì đạo quân bị dính target thì sẽ tụt máu rất nhanh. Từ đó thì có lên nộ nhanh hay chậm hơn 1-2 lượt thì cũng không quá quan trọng. Điều này thì mình đã nhắc đến trong video của Bailey với kỹ năng chủ động của chỉ huy này. Tuy nhiên mà nếu mà debuff giảm nộ nhiều mục tiêu thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Nhiều William Wallace ngoài đồng nghĩa với việc rất nhiều chỉ huy sẽ bị giảm nộ. Và từ câu chuyện điểm tài năng áp chế cuộc chiến này, có hai điểm mà anh em cần chú ý. Đầu tiên là với những chỉ huy đi chính có nhánh tài năng kỹ năng thì anh em cứ mạnh tay nâng mắc điểm thiên nhiên hoang dã cho mình. Mình khá chắc là từ thời điểm này, sát thương trừng phạt sẽ xuất hiện rất nhiều và đi kèm với đó là nhánh tài năng trừng phạt cũng xuất hiện nhiều trên đồng nữa. Cứ lơ ngớ là anh em sẽ bị trừ nộ thôi. Và chúng ta cần một cái gì đó để bù đắp lại phần nào lượng nộ mà anh em bị trừ. Ví dụ như lượt 3 anh em bị trừ nộ, lượt 4 lại được bắp 100 nộ từ thiên nhiên hoang dã thì có vẻ như là đỡ lỏ hơn khá nhiều, đúng không anh em? Tiếp theo thì những trang sức bù nộ sẽ thực sự phát huy hiệu quả hơn bao giờ hết. Điều này không chỉ đúng cho Open Field mà còn đặc biệt đúng cho Rally và thủ công trình. Sừng thịnh nộ và chống trận Karuak sẽ có thêm chút vị thế trên chiến trường. Cuối cùng, điểm búa tạ lôi đình có cơ chế cực kỳ phù hợp với những chỉ huy có khả năng gây sát thương trừng phạt từ kỹ năng bị động. Điểm tài năng này không hề có thời gian hồi chiêu, cứ ra sát thương trừng phạt là có sát suất được thưởng. Điểm này sẽ cộng trực tiếp vào phần sát thương trừng phạt gây ra chứ không phải là một chỉ số bắp đâu anh em nhé. Cái này lát nữa mình sẽ giải thích cụ thể hơn ở phần kỹ năng của William Wallace. Còn về phần xác suất 30% thì sao? Điểm tài năng này sẽ phù hợp với những chỉ huy có khả năng tái tạo kỹ năng chủ động hoặc là có thêm kỹ năng bị động gây sát thương trừng phạt. Chứ còn nếu để một cặp chỉ huy chỉ có 2 lần ra kỹ năng chủ động thì sẽ khó có thể kích hoạt được, mặc dù nghe 30% thì là khá cao đấy. Chúng ta cùng tưởng tượng một chút nha. Cặp đôi chỉ huy của bạn cần 7 đến 8 lượt để ra kỹ năng một lần, gọi là một chu kỳ ra kỹ năng đấy. Và lúc đó thì bạn sẽ có 30% có thể kích hoạt được điểm tài năng này. Là một phép toán nhỏ nhỏ, 30% xuất hiện búa tạ lôi đình. Vậy thì ở xác suất trung bình 10 lượt ra kỹ năng chủ động thì sẽ có 3 lượt xuất hiện cái bắp này. 10 lượt ra kỹ năng chủ động này thì cũng là 5 chu kỳ ra kỹ năng của chỉ huy chính rồi, tức là khoảng đâu đó 40 giây. Vậy là 40 giây thì mới được khoảng 3 lần bắp thì nghe có vẻ không quá cao đúng không anh em? Tính ra tỷ lệ còn thấp hơn cái thiên nhiên hoang dã kia. Thiên nhiên hoang dã thì cứ 40 giây trung bình được 4 lượt bắp nộ rồi. Tuy nhiên thì việc bắp nộ với việc bắp sát thương là hai phạm chủ hoàn toàn khác nhau. Và vì nó là phần trăm và không có thời gian hồi chiêu nên còn tùy thuộc vào nhân phẩm của bạn nữa. Biết đâu thì lần nào ra kỹ năng bạn cũng có thể sử dụng được điểm này thì sao? Vậy câu hỏi là bạn có nên nâng điểm này hay không? Với mình thì là có. Ví dụ đây là hai bảng tài năng mà mình chủ đích nâng cho William Wallace ở hai trường hợp. Chênh lệch ở đây sẽ là 3% phòng thủ, 2% máu và 1,5% tấn công, hoặc là xác suất 30% tăng 10% sát thương trừng phạt. Mình thì luôn ưu tiên phần gây sát thương cho kẻ thù, vì thêm trường đấy độ cứng cáp mà cho ăn cái sát thương diện rộng, hoặc là tệ hơn nữa bị swarm thì cũng chẳng kéo dài hơn được 1 giây. Thay vào đó thêm phần sát thương để kẻ thù méo mặt thì nghe chừng có vẻ hợp lý hơn. Hợp lý hơn nữa là anh em để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hay ho và hấp dẫn hơn nữa. Điều này là free với anh em thôi, nhưng mà chúng mình thì rất trân quý. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quay lại điểm máu chiến phá địch cực kỳ ngon khi rally và đồn trú, và cũng khá ổn với open field. Rally hay đồn trú thì không cần nói, vì kiểu gì bạn cũng sẽ nhận được 10% bắp tối đa. Open field thì việc nhấp nhả cho đến khi kết thúc hẳn trận chiến thì mất khoảng 50 giây,
cũng không phải là điều gì quá khó để có thể đạt được. Thậm chí bạn chỉ cần đạt được 6 hay là 8% cũng là con số rất tốt nếu so với những điểm tài năng khác. Điểm tài năng mà khá nhiều người cân nhắc đó là dồn lực tấn công. Điểm này làm con dao hai lưỡi khi tăng sát thương trừng phạt gây ra, nhưng mà cũng tăng sát thương thường hứng chịu. Mình cần nhấn mạnh là tăng sát thương thường hứng chịu chứ không phải là tăng mọi sát thương hay là tăng sát thương kỹ năng hứng chịu đâu nha. Đầu tiên ta cần xác định rõ sát thương thường hứng chịu sẽ đến từ nguồn nào. Đó chính xác là lúc mà bạn bị kẻ địch tấn công, dẫu cho là một kẻ địch tấn công hay là bị tập thể hội đồng. Điểm tài năng này không phù hợp với việc rally hay đồn trú, cái này là đương nhiên rồi, và cũng không phù hợp với phần đông trường hợp trên open field. Điểm này chỉ thực sự phù hợp với những tài khoản của các bot có chênh lệch sức mạnh so với mặt bằng chung. Hay nói một cách dễ hiểu hơn thì với những bot ở kingdom seed thấp, tưởng tượng như là bạn cầm 430.000 lính với công nghệ pha lê tối đa, lúc này thì 6% sát thương trừng phạt của bạn gây ra là rất lớn so với việc 6% sát thương thường mà bạn nhận vào. Kẻ địch thì quá yếu so với bạn, quá swarm thêm chút 6% kia thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tổng quát chung về bảng tài năng trừng phạt, đây là một nhánh tài năng cực kỳ mạnh mẽ, tận dụng được hầu như tất cả mọi điểm trong bảng này. Điểm yếu duy nhất của nhánh tài năng này đó là khả năng hồi nộ chậm. Và như đã nói ở trên, điều này sẽ cần được bổ trợ từ kỹ năng của các vị chỉ huy đi cùng cũng như là trang sức hồi nộ. Về kỹ năng của William Wallace thì mình có một vài điểm cần phải làm rõ với anh em. Đầu tiên thì kỹ năng số 1 của Wallace thì có hai điểm anh em cần chú ý. Thứ nhất đó là kỹ năng chủ động này sẽ chia làm hai phần. Đúng như các chỉ huy này ra kỹ năng, đầu tiên sẽ là lượt ra kỹ năng chủ động cho kẻ địch trước. Kẻ địch sẽ nhận 2.400 sát thương trừng phạt. Sau đó thì Wallace mới ra kỹ năng chủ động diện rộng cho những mục tiêu khác với hệ số là 300. Đây là một ví dụ minh họa, lượt thứ 7 là Wallace ra kỹ năng chủ động, lượt thứ 8 thì chỉ huy này mới quẹt thêm một cái nữa ở đây. Kỹ năng này sẽ không hiện dấu sao trên báo cáo đâu anh em nha. Điểm thứ 2 cần lưu ý, kẻ phát gây sát thương diện rộng ở phía sau chỉ dành cho những đạo quân tấn công vào đạo Wallace. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu đạo quân mà bạn đang hội đồng ấy mà không tấn công trực tiếp vào William Wallace thì cái vế thứ hai của kỹ năng 1 này không có tác dụng luôn. Kiểu như anh em có 4 đạo là A, B, C, V, kép. Trong đó đạo V kép là đạo của Wallace tấn công vào đạo X. Nếu đạo X tấn công vào chính đạo V kép thì V kép sẽ đẩy được thêm sát thương trừng phạt 300 cho X nữa. Còn nếu mà X tấn công chính vào đạo A thì lúc này cái sát thương bổ sung này không hoạt động. Do đó thì William Wallace chỉ gây được hệ số sát thương là 2.400 thôi. Tiếp theo là ở kỹ năng số 3 của William Wallace, phần sát thương được tăng lên ở đây sẽ tăng thẳng vào lượng sát thương trừng phạt gây ra cho kẻ thù. Thay vì bình thường như các vị chỉ huy khác ta sẽ có bắp sát thương cộng vào cho các chỉ số và nó sẽ hiện thị ở cột bên này, thì Wallace cho con số đó tăng thẳng vào sát thương trừng phạt gây ra cho kẻ thù. Điều đó có nghĩa là con số 40% này sẽ vẫn được hưởng lợi từ các đống bắp tấn công sát thương từ hiệu ứng mà đạo quân của Wallace gây ra, kiểu như là sẽ được hưởng lợi hai lần đấy. Cái này mà bắp cho một chỉ huy có khả năng gây sát thương trừng phạt diện rộng thì đúng là hết nước chấm luôn. Và dĩ nhiên mình cũng sẽ có một ví dụ để cho anh em dễ hình dung hơn. Mình dùng đạo Wallace mẹ lưu triệt đấm một con ma dợ 51 với khoảng là 173.000 lính. Lượng chênh lệch sát thương giữa việc được bắp và không được bắp thật sự là quá khác biệt, 16.000 sát thương và 23.000 sát thương. Thế thì thử hỏi nếu mà bị hội đồng thì nó sẽ ghê gớm đến mức như thế nào. Để cái sự ghê gớm đấy nó được nhân lên nhiều lần, anh em hãy tậu ngay cho mình một tài khoản xịn xò bên mình, lên ngay cặp Wallace lưu triệt là có thể tận hưởng được sự ghê gớm đó trên chiến trường rồi. Thông tin liên hệ mình thì các bạn xem ngay ở phần đầu kênh nha. À tí quên, điều này cũng tương tự với điểm tài năng búa tạ lôi đình mà mình nhắc đến ở phần trên. Đây sẽ là ví dụ. Cả hai phần tăng sát thương trừng phạt đều nằm chung ở một chỗ và cả hai đều được hưởng lợi thêm từ phần bắp chỉ số ở bên trái này. Có thể nói, Wallace với nhánh tài năng trừng phạt là một sự bổ sung cực mạnh cho lưu triệt. Tuy vậy, đặt ngược lại câu hỏi, lưu triệt đi chính với nhánh tài năng tấn công thì liệu có ok hay không? Ta sẽ cùng so sánh một chút nha. Đầu tiên về tài năng, để gọn lược lại thì mình sẽ bỏ qua những điểm tài năng mà thuần tăng chỉ số như là tấn công, phòng thủ hay máu, mà sẽ tập trung vào những điểm chính. Đây sẽ là list những điểm chính của hai bảng tài năng này. Có thể thấy nhánh tài năng trừng phạt sẽ bổ sung tốt hơn vào phần sát thương cho cặp đôi này. Dĩ nhiên đây là hàng độc quyền mà. Bên cạnh đó cũng phải nói thêm rằng với điểm tài năng giảm nộ khi kết hợp cùng sát thương diện rộng của lưu trật sẽ cho chúng ta một tác dụng cực kỳ ghê gớm khi mà đánh field. Về kỹ năng, Wallace đi chính sẽ dĩ nhiên cho ta phần lớn sức mạnh đến từ nhánh tài năng trừng phạt với rất nhiều bắp tăng sát thương, giảm sát thương kỹ năng hứng chịu và trừ nộ. Còn nếu mà lưu triệt đi chính, ta có thể kể ra một vài điểm lợi như sau. Đầu tiên đó là khả năng làm chậm nhanh chóng kẻ địch từ kỹ năng chủ động được kích hoạt sớm. Nhiều anh em sẽ nghĩ rằng khả năng tận dụng được bắp 40% sát thương trừng phạt từ kỹ năng số 3 của William Wallace để tấn công ở ngay lần đầu có lợi, nhưng mà mình nghĩ là chưa hẳn. Ưu tiên của chúng ta khi hội đồng kẻ địch đó là làm cho kẻ địch méo mặt càng nhanh càng sớm, như cách mà Hoắc Khứ Bệnh hè ra các lượng dồn sát thương ở đầu trận chiến vậy. Vậy lúc này nếu mà để cho hệ số sát thương 2.400 của Wallace tận dụng và dồn thêm một đống sát thương lên đầu kẻ địch thì mình chắc chắn sẽ làm kẻ địch méo mặt nhanh hơn. Tóm lại thì mình tin chắc là William Wallace và lưu triệt sẽ là một sự lựa chọn mà đa số người chơi sẽ tin dùng chứ không phải lưu triệt William Wallace.
Ở một khía cạnh khác của cặp đôi này thì theo bạn, Wallace lưu trượt mạnh là do lưu trượt hợp với bộ kỹ năng của Wallace hay là lưu trượt hợp với nhánh tài năng trừng phạt? Một câu hỏi nghe hơi vô tri nhưng mà lại cực kỳ đáng suy ngẫm. Bộ kỹ năng của Wallace mạnh thì có mạnh nhưng mà không đảo điên như ở của lưu trượt được. Điểm nổi bật của Wallace theo mình nằm ở phần lớn ở kỹ năng số 3 với khả năng tăng đáng kể lượng sát thương trừng phạt gây ra. Chuyên môn của Wallace mà dùng cho open field thì đối với mình mà nói nó cũng không có quá nhiều điểm nổi bật. Kiên trong rally hay đồn trú thì mới phát huy được tối đa hiệu quả, còn với open field thì nó cũng chỉ dừng ở mức cơ bản thôi. Nói chung là cặp đôi này khớp nhau đến kỳ lạ luôn. Lưu Triệt thì mượn nhánh tài năng trừng phạt của Wallace để trừ nộ diện rộng, tăng sát thương diện rộng, giảm sát thương kỹ năng hứng chịu. Wallace thì mượn chuyên môn của Lưu Triệt để lên nộ nhanh hơn và loại bỏ đi điểm yếu cố hữu và lâu dài của mình. Còn một điểm nữa mà anh em cần chú ý đó là Lưu Triệt là tướng tàu mà giờ lại thêm nhánh tài năng trừng phạt nên là càng ngày sẽ càng mạnh thôi anh em ạ. Và chính vì vậy mới anh em mà mới lên KVK3 thì cứ Lưu Triệt mà nâng anh em nhé. Tuy nhiên nếu bộ binh ở thế hệ tiếp theo là một con hàng có sát thương diện rộng kèm với nhánh tài năng trừng phạt thì mình nghĩ rằng Wallace sẽ không còn hoàn hảo với Lưu Triệt nữa. Anh em nghĩ sao về ý kiến này? Thôi chốt hạ ở đây là mình thấy William Wallace là một chỉ huy mạnh ở meta hiện tại, chỉ dừng ở mức mạnh thôi em nhé. Và nếu anh em muốn chuyển từ mạnh thành rất mạnh thì anh em phải cho kẹp cùng với Lưu Triệt. Và đó là tất tần tật những gì liên quan đến William Wallace và bạn trai của ông ta đó là Lưu Triệt. Anh em thấy sao? Và anh em đã mắc William Wallace hay chưa? Liệu mình có bỏ quên điều gì về cặp đôi này hay không? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ chúng mình ra nhiều video bùng nổ hơn nữa. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.